tên Hồ Xuân Tấn. Em tên Lê Quỳnh Anh, em 27 tuổi, nghề nghiệp là bác sĩ. Bác sĩ cưng? Dạ, pháp y ạ. Em ngạc nhiên mà em còn thật à, em cười. Bác sĩ pháp y không có đơn giản đâu nha. Nhìn hai bạn rất là quen, anh không biết là đã gặp các bạn ở đâu rồi. Không có biết gì hết, giống như mình đăng ký chương trình để tìm bạn. Ý trung nhân của mình. Dạ, ý trung nhân vậy đó. Nên chung cũng có đó là cái duyên số của mình á. Rồi anh tìm sao tới giờ ngồi đây luôn. Không nghĩ là chồng mình cũng khá là trai vậy. Với lại cứ nhìn vô thấy sao hai người cứ giống giống nhau. Nếu chị còn trẻ thì chị sẽ tham gia chương trình. Khi mà dán cái màn lên biết là chồng mà gặp tôi rồi. Khi tham gia chương trình vợ chồng em trải qua nhiều chuyện lắm. Sau đó nhiều chuyện lắm. Rồi cũng nhờ sự động viên của anh chị trong chương trình đó với em thì vợ chồng em mới tiến xa hơn, mới lấy nhau. Có cái thì nhiều khi vợ hay nói nhiều cằn nhằn, nói chung là như mình nghĩ cái điều đó là vợ nào cũng vậy. Ảnh mê tập gym, đã lấy mình rồi mình nhiều khi về cái mặt mình ảnh chưa nhìn mà nhìn ảnh nhìn cái hũ sữa trước rồi. Phải ăn sữa, trái cây rồi uống sữa. Anh nhiều khi ăn cái gì cái ảnh ăn gần hết rồi ảnh mới nói à chết chà, em ăn chưa em? Coi như ăn mình trước á. À, ảnh quen cái thói quen đó rồi, chị ăn ngon cái. Cái mình nói, ủa sao anh ăn hết rồi, anh mới kêu em. Không, anh ăn thử, coi đó dở hay ngon. Em nói, vậy là đúng rồi, tại vì ngon anh ăn hết rồi, cái gì còn cho em ăn nữa. Đến khi mà anh ăn cái gì đó anh không thích, anh nói, dở ăn này đi, dở lại, em biết cái đồ ăn nó dở. Em tên là Dương Hữu Toàn. Em tên là Vương Bảo Uyên. Một người vừa đen, vừa xấu, để vậy còn mặc một cái áo dài cách tân màu xanh chuối. Thì anh mới ghé qua em nói bạn mình nói thiệt cái bạn á, bạn ngu thiệt á. Xong rồi chồng em mới chớ mắt ra nhìn em, xong rồi nói không, mình nói thiệt mà. Sau cái câu nói của vợ em á thì em mới nói trời, người đâu đẹp mà vô duyên quá, em mới nghĩ đầu rồi. Em mới nói là lần này anh thì cua cho bỏ ghét. Uyên có hay đi về một mình không? Em nói là thì cũng có một mình thì đi về một mình thôi. Xong anh ấy nói là từ nay trở đi á hả, Uyên không phải đi về một mình nữa, Toàn sẽ đưa Uyên về. Nói chung là lúc đó em cũng thấy xinh xến, em đấy là rửng da gà. Dạ, đó là một cái kiểu rất là kiểu cô gái rất là một cái kiểu rất là ngôn tình. Nhưng mà em thì không hợp với kiểu lúc mà coi thầy thì ổng bảo là đám hỏi trong năm nay, rồi một là cưới liền luôn, không thôi là 2 năm nữa. Thì ba mẹ thấy vậy thì cũng lỡ đám hỏi rồi mà để con ta 2 năm nữa tội chịu sao nổi. Dạ nên thôi đám cưới luôn trong năm luôn. Bình thường lúc đầu thì vợ em có 52 kg à, nhưng mà khi mà mang bầu á tăng lên tới 75 kg lận anh. Giờ vừa càm ràm em rồi xấu nữa nên em rất là bực mình luôn người. Mỗi một tối chủ nhật, chương trình Vợ Chồng Son sẽ được phát trên kênh HTV7 lúc 22:30.